Ninh Chanya, ác nữ bị ghét nhất Nano 2, là bông hồng lai ba dòng máu, từng mắc bệnh u não. Bộ phim Girl From Nowhere 2, cô gái đến từ hư vô phần 2, hiện đang gây bão khắp các diễn đàn phim ảnh trên mạng xã hội. Giống như phần 1, bộ phim tiếp tục khai thác nhiều nội dung thú vị, hồi hộp gay cấn và khó đoán. Linh hồn của bộ phim vẫn là Nano, Kitty Chicha, một cô gái bí ẩn, thông minh chuyển đến các trường khác nhau, lần lượt vạch trần những lời nói dối và hành vi sai trái của các sinh viên và giảng viên. Bên cạnh đó, mùa 2 còn có sự xuất hiện của một nhân vật xuyên suốt mới, cũng là đối thủ nặng ký của Nano là Yuri. Từng là một nữ sinh bình thường, vì nghèo khó mà làm nô lệ cho đám bạn giàu. Yuri nhờ uống máu của Nano mà tái sinh và trở nên bất tử, trở thành một phiên bản khác của Nano, xuất hiện xuyên suốt từ tập 1. Những bàn phá game của Yuri khiến nhiều khán giả sôi máu. Xếp hạng những nhân vật phản diện trong phim thì có lẽ Yuri là cái tên bị nhiều người ghét nhất. Chính vì vậy, nhiều người cũng bắt đầu lùng sục thông tin về nữ diễn viên đảm nhận vai diễn này. Nữ diễn viên thủ vai Yuri là Chanya McGlory, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1994. Ninh Chanya mang trong mình ba dòng máu Thái Lan, Anh và Trung Quốc, bởi mẹ cô là người Lai Thái, Anh. Trái với mái tóc đuôi ngựa với chiếc nơ đỏ đằm thắm của Yuri, trong Girl From Nowhere 2, Ninh Chanya lại sở hữu một vẻ ngoài đậm chất unisex, vô cùng cá tính, với mái tóc ngắn cùng phong cách thời trang nổi bật. Chanya tốt nghiệp trường đại học Rangsit với chuyên ngành nghệ thuật truyền thông, sau đó ra mắt công chúng với nghệ danh Ninh. Ninh Chanya bước chân vào làng giải trí từ năm 2016, sau khi được các nhà săn lùng phát hiện trong lúc làm việc tại một cửa hàng tạp hóa. Vai diễn đầu tiên của cô là vai phụ trong bộ phim Wang Chai Pisut. Năm 2018, Ninh Chanya xuất hiện nhiều hơn trước công chúng và được biết đến qua những bộ phim đình đám của xứ sở Chùa Vàng, trở thành một trong những nàng thơ thế hệ mới nhận được nhiều sự săn đón từ người hâm mộ. Ngoài Girl From Nowhere, Ninh đã góp mặt trong một số bộ phim gây sốt như The Stranded, The Deadline và I'm T, Me Too. Bộ phim The Stranded 2019 kể về nhóm thanh thiếu niên giàu có bị mắc kẹt trên một hòn đảo sau một trận sóng thần. Tôi là kiểu người dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, bởi vì từ nhỏ tôi đã có một cuộc sống tự lập và điều đó khiến cho tôi học được rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Ninh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Cosmo rằng cô ấy sẽ là người sống sót cuối cùng nếu việc này diễn ra ở hiện thực. Vai diễn AA, một bệnh nhân mắc bệnh u não, đang mang về cho Ninh Chanya giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ ASEAN Teen Awards. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên Instagram: "Thuở bé tôi đã từng có một ước mơ hoang đường là được cạo trọc đầu và đóng vai một người mắc bệnh ung thư. Thật bất ngờ khi tôi nhận được vai AA. Vai diễn đã giúp sự nghiệp của tôi có một bước tiến lớn khi nhận giải thưởng truyền hình châu Á. Và rồi thật không may, chỉ 2 tháng sau khi nhận giải thưởng trên, Ninh Chanya được chẩn đoán mắc bệnh u não, giống như nhân vật mà cô từng hóa thân. Đôi khi thật khó khăn để chấp nhận và thay đổi những thứ đã diễn ra, thế nên cách tốt nhất là đối mặt với nó. Tôi nghĩ cuộc sống rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn và sau này tôi có thể trở thành một diễn viên giỏi với những gì tôi được trau dồi." Ninh tâm sự. Trong suốt thời gian điều trị cho đến ngày lên bàn phẫu thuật, Ninh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tích cực, thể hiện tinh thần lạc quan của bản thân. Cô cũng thường xuyên nhận được những lời động viên từ bạn diễn và người hâm mộ. Ninh cho rằng chính những điều này đã giúp cô chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Ninh Chanya còn là một người mẫu, thường xuyên xuất hiện tại hàng ghế đầu của những show diễn thời trang. Không dừng lại tại đó, nữ diễn viên còn lấn sân sang kinh doanh và sở hữu một quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển và ấm áp. Ngoài đời thực, cô thường diện những trang phục unisex, góp phần làm tăng sự cá tính cho vẻ ngoài của mình. Vào tháng 10 năm 2020, Chanya Ninh đã đăng tải lên Instagram ủng hộ biểu tình kêu gọi cải cách chính trị ở Thái Lan. Ngoài ra, Ninh còn đăng tải thông tin cảnh báo mong mọi người cẩn thận và nói về việc cảnh sát chìm, đóng giả người biểu tình thực hiện nhiều vụ bắt giữ xuyên suốt khoảng thời gian đó. Chanya McGlory đã cùng người dân sát cánh ủng hộ cho nền dân chủ mới. Có thể nói đây là một trong những lý do mà cô nhận được nhiều sự yêu quý đến từ khán giả. Kể cả khi cô vào vai Yuri, địch thủ đáng gờm của Nano, do Kitty Chicha Amatayakun thủ vai trong Girl From Nowhere.